Vâng, em chào các bác nha. Thì em cũng soạn cuối năm thì có giảm giá chút đỉnh cho các bác nào bác sở hữu thì alo cho em. Thì trong này nó có những bộ dây nó chỉ còn một hai bộ, như là bộ ba lăng này, hai bộ ba lăng quét này các bác, quét Mỹ này, hai bộ 1 mét này đấy, và một bộ AV Hayden Hayden 2 này. Vừa rồi thì em có lộc còn hai bộ em đã đăng lên và bán giá rất là tốt đây các bạn sở hữu. Hiện tại còn một bộ nữa các bộ cuối cùng này, nó nằm trong một cái xó các bác. Monitor 850 này, ớt 850 thì em còn được là 2-4 bộ này, 4 bộ 1 mét này. Đấy, còn bộ dây loa Audio Quest 14-4 của Mỹ kia 5 mét này các bác, 5 mét mở vế này, em còn 2 bộ này. Đấy, và những bộ dây AV rất là nổi tiếng của XLO, dòng bạc tinh khiết, còn 1 mét nha các bác. Em để các bác phía chút lên cho các bác mình sở hữu này. Và đây bộ là Litton cũng của Mỹ luôn này, đa số dây Mỹ là nhiều các bác, giá rất là tốt nha. Sau đây em sẽ báo giá và bao gồm phí ship rồi nha. Bác nào lấy thì cho em tên, địa chỉ là số điện thoại này, em sẽ ship hàng tận nơi. Hoặc là các bác gọi điện cho em và nhắn tin cho em tên, địa chỉ, em sẽ ship hàng tận nơi. Số lượng mua và giá sản phẩm, các bác nhớ xem video và mình nhớ cái model sản phẩm nha. Thì trước tiên em sẽ đi từ bên phải qua bên trái nha. Đây là còn hai bộ dây Audio Quest này, dây 5 mét mỗi vế này, có mỏ chim này, mỏ chim bắp chuối này. Đây, Auto Quest này các bác. 14-4. Hàng của Mỹ nha các bác, dây bãi nha. 5 mét mỗi vế này, bộ này hai bộ này mét mỗi vế này. Giá là 1 triệu thì em để các bác là 950.000 bao ship này. 950.000 bao ship, còn hai bộ này. Rồi tiếp theo thì đây là những bộ dây AV của Mỹ, series M850S Philips này, Ultra này. Đấy, đây là dòng monitor của Mỹ nha, M. M850S Philips Ultra, dây 1 mét nha các bác. Em để các bác là 750.000 một bộ này, 750.000 một bộ này, còn 5 bộ này. Rồi tiếp theo, dây XLO thì em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bộ này 1 mét này. Dòng này rất là hot các bác, dòng bạc tinh khiết nha. Các bác chơi loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật đều ok. Còn dòng monitor này á, thì các bác nào thích tiếng nó dày tiếng á, chơi loa cổ càng hay, hoặc là chơi băng cối AK thì chơi bộ này nha. Còn dòng này thì nó thiên về chơi đa thế loại nhạc, nhạc loa châu Âu, loa Mỹ rồi đánh này rất là tơi nha. Bởi vì nó thiết kế các bác sẽ thấy được cái cấu hình lõi của nó này, có anh bạc tinh khiết này, rất sáng và tiếng ra rất sáng, dài chép thì rất là mịn, chơi hãng nha các bác. Và nó có hai bộ lọc chống nhiễu này, hai kênh này. Đấy, giá là 700 thì em để các bác là 650.000 nha. Đấy, cuối năm thì cũng có lọc lá chút đỉnh là còn 650.000 bộ XLO này. Đấy, bác lấy hai bộ là 1.3 triệu em ship luôn. Dòng này thì nghi khỏi công bàn các bác, dây dài 1 mét nha, 650.000 bộ này. Và đây là dòng Litton. Bình thường con này là 450-500, thì em còn mấy bộ thì em để các bác là 400.000 bộ nha. Litton của Mỹ thì vẫn là sử dụng mạ bạc nha, mạ bạc, nó mạ bạc nha. Này các bác thấy lõi này. Hai bác nào cần những bộ này tầm tiền thì lấy bộ này nha. Dòng Litton của Mỹ thì nó sử dụng là mạ bạc nha. Hệ cấu hình nó được phơi ra hết, mình có thể thấy. Và có hai hệ là lọc chống nhiễu hai đầu luôn nha. Giá là 400 nha các bác, 400. Những bộ này rất là tầm tiền, chơi những cái bộ vàng mình các bác nâng cấp lên bộ vàng nghe nhạc từ 20 triệu đô lại thì các bác có thể sở hữu. Lấy hai bộ thì 800, 3 bộ thì 1.2 triệu. Hãy dây dài 1 mét nha, Litton Audio của Mỹ nha các bác, Litton, dây mạ bạc nha, dây 1 mét. Và đây là dây loa, dây Kimber. Dòng Kimber này thì em còn mấy bộ này thì em chỉ có bắp chuối và mỏ chim thôi nha. Chỉ có phiên bản bắp chuối và mỏ chim nha các bác. Dây loa Kimber của Mỹ 2.5 mét một vé nha. Giá bình thường nó là 800 và em để cho các bác là 750.000 bao ship tặng nơi nha. Trong cuối năm này còn vài bộ thì em cũng sale nhị cho các bác. Hoặc là Kimber, bộ này bộ bắp chuối này. Đấy, hạt đồ chuối này. Kimber này nó là sử dụng công nghệ của hãng Kimber và cấu hình là đồng Oscilloscope OCC nguyên chất nha, nên cho ra chất âm rất là dày, tiếng bass khỏe, thích hợp cho các bác mà chơi loa Mỹ, loa
mà thích nghe tiếng bass khỏe thì mình chọn Kimber. Giá là 750 ngàn bao ship tận nơi nha. Còn bảy bộ em để các bác này. Lưu ý chỉ có bắp chuối và mỏ chim thôi nha. Bắp chuối và mỏ chim giá 750 ngàn bao ship tận nơi. Và đây là còn hai bộ ba lăng quét này các bác. Bác nào mình đang sử dụng những bộ dàn karaoke gọi là cao cấp, cần bộ ba lăng mà nó xịn sò á, đánh cấp hơn so với mà mình đang dùng á, thì mình lấy bộ này hoặc là dùng cho nghi nhạc cao cấp nha. Tại vì dây ba lăng nó đánh cấp rồi, tiền triệu thì nó khá là cao cấp đấy. Dây bãi nha các bác, đây là dòng Singapore nè, quét Singapore của Mỹ, cũng là dòng mạ bạc nhưng mà họ hiện có hỗ trợ công nghệ subwoofer nha, nên tiếng bass của dòng quét này khá là tốt. Còn hai bộ 1 mét em để các bác là 1 triệu một bộ nha. Bình thường nó là 1 triệu mốt, 1 triệu 2, còn hai bộ thì em để các bác là 1 triệu, bác nào lấy thì lấy ủng hộ luôn nha. Giá này là em đã bao gồm phí ship rồi, em cân đối hết cỡ, có nhiều cái chỉ có lãi chút đỉnh thôi các bác, nên như cái bộ này này đấy thì còn bao ship rồi còn 100%, thì bác nào lấy thì lấy luôn, còn hai bộ thì ủng hộ kênh luôn nha. Đấy, hai bộ này, hai bộ quét này về các bác nâng cấp bộ dàn tuyệt vời luôn. Con nào mà chơi karaoke là hết bài luôn, những cái con mà đẩy xịn như là bot, crowd, cover, qc cần bộ dây là thuộc là đánh cấp luôn á. Bộ này chơi ở karaoke là hết bài, còn nghe nhạc là nó chuyên nghe nhạc nên là dùng cho karaoke rất là ngon luôn nha, không cần bàn luôn. Giá 1 triệu một bộ nha, bác có lấy alo cho em có hai bộ. Và đây bộ dây Anh Quốc này, bộ này em về 5 bộ mà giao 4 bộ rồi còn 1 bộ duy nhất cuối cùng. Và đường này là về bộ nó đẹp quá, năm trước là không bao giờ đẹp như bộ này đâu, đường này đâu, năm trước là những cái rack này nó không được mới như là đợt này. Dây link của Anh Quốc nha, đầu đúc nha các bác, link Manbicker Madin Angla, nó sử dụng rack là rack của WKBT. Đấy, thương hiệu WKBT của Đức thì chuyên sản xuất và hỗ trợ phụ kiện cho những hãng danh tiếng, mỗi hãng nó có một cái ưu thế, như hãng này chuyên làm cái này, làm phụ kiện để cung cấp cho những hãng lớn như hãng Linh, họ làm cái rack này họ cung cấp cho cái hãng Linh này để tái tạo thêm thành một cái dây, bộ dây loa. Còn dây loa thì hãng Linh họ phát triển rồi, rất đẹp nha. 3,8 triệu thì em để các bác là 3,6 triệu nha, bác nào lấy bộ này là chơi là hết sảy luôn nha, chơi loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật đều ngon. Dây đúc nha các bác, đầu đúc hết, dây mới keng. 3,8 triệu em để các bác 3,6 triệu nha, trong cuối năm Tết này. Bác nào lấy alo cho em nha, 3,6 triệu. Và cuối cùng đây là bộ Hayden 2 của Mỹ, sử dụng rack WKBT 01202G bạc. Và dòng này dòng bạc các bác. Còn một bộ em để các bác là 2 triệu nha. Mỗi vé nó sẽ có 9 loại. Các bác sẽ thấy loại sự bạc này, 2, 4, 6, 8, 9 loại bạc. Và xung quanh của loại bạc nó sẽ đi thêm một cái sợi đồng đỏ này. Đấy. Và tổng là 18 loại, 9 loại mỗi vé. 1 mét nha bác, giá để các bác 2 triệu nha. Bác nào lấy bộ này về chơi với đèn hết bài. Bộ này chơi đèn tuyệt hay luôn nha. Hayden 2, giá là 2 triệu. Đấy, thì những cái sản phẩm trên thì em vừa giới thiệu và phân phối cho các bác với giá Tết này. XLO 1 mét 650. Lichten Mỹ 1 mét 400. Monter M850 SPW 750.000. Và hai bộ dây auto quét 5 mét mỗi vé là giá 950.000. Dây loa Kimber 750.000 bộ. Dây ba lăng quét 1 triệu một bộ. Còn dây loa Linh Anh Quốc là 3,6 triệu. Còn dây AV Hayden 2 của Mỹ giá là 2 triệu. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác liên hệ trong hai số điện thoại này.